dài sầm nắng. Một cụ già tay cầm chiếc gậy tre, một bà lão ngu ngơ mắt nhạt nhòa, hoàng tráng suy tư già chưa no. Họ là ai? Họ là ai? Con nói từng ngày, con nói từng ngày, lang thang bơ vơ góc chợ khuya. Giấc ngủ chưa yên, cơn gió lạnh, họ không nhà, không nhà. Đường đời sẽ đưa họ về đâu? Bóng tối quay quanh cả cuộc đời. Đường nào sẽ đưa họ về đâu? Bóng tối quay quanh bất hạnh này. Nhiều lắm em thơ và cô già, người ta quen người xa xứ kẻ mồ côi. Nói giống bơ vơ giữa chờ đời, họ về đâu khi mai ấm không còn. Nhiều lắm em thơ và cô già, người ta quen người xa xứ kẻ mồ côi. Nói giống bơ vơ giữa chờ đời, họ về đâu khi mai ấm không còn. Họ về đâu khi mai ấm không còn. Bài hát thật tuyệt vời phải không thưa quý vị? Thưa Minh Sư, con cũng như các vị thiền sinh ở đây, chúng ta đều thấy sự xúc động của Minh Sư khi hát ca khúc này. Và con chắc rằng Minh Sư có rất nhiều lời nhắn nhủ cho chúng sanh, và đặc biệt là người nhạc sĩ đã viết nên ca khúc nhiều tình thương này. Và xin mời Minh Sư giải thích cho chúng con ạ. Một lần nữa cho sư phụ xin cảm ơn nhạc sĩ Sơn Hà, và ta xin chi ân công đức của Ngài viết lên một bài ca vô cùng tuyệt vời với một tác phẩm để lại cho loài người và để thức tỉnh con người và biết yêu thương lẫn nhau trong kiếp sống. Với sự không may và kém may mắn của chúng sanh trên quả địa cầu này, để nhắc nhở
mọi người nào đủ phước đủ duyên, dư phước dư duyên, nên nhìn ngó lại những người nghèo đói còn khắp nơi trên quả địa cầu. Sư phụ vô cùng xúc động khi nghe những bản nhạc này, những bản nhạc mà làm cho sư phụ cũng như ta đi khắp nơi giúp cho những người nghèo khổ bằng cùng trên nhân thế. Trong chiến hoằng pháp khắp nơi của sư phụ, không có chỗ nào mà ta không dậm chân đến, những chỗ hẻo lánh, vùng xa xôi, vùng vô cùng xa xăm, cũng những chỗ không ai dậm chân đến, và họ lãng quên những người bất hạnh, những cụ già, những trẻ mồ côi, không nơi nương tựa với cuộc sống làm người. Hiện giờ cũng như tương lai, sư phụ tiếp diễn làm những việc này, chứ không phải sư phụ chỉ ra hoằng pháp độ sanh mà thôi. Cho nên sư phụ xin cảm ơn tất cả một lần nữa những người thiền sinh khắp nơi đã hỗ trợ cho sư phụ cũng như đồng hành với ta trên nẻo đường hoằng pháp độ sanh của sư phụ, cũng như trên nẻo đường sư phụ đi giúp cho những người nghèo khổ bất hạnh. Bài ca này, những nhạc phẩm này vô cùng tuyệt vời, cho sư phụ chinh si chi ăn công đức, và chúc cho nhạc sĩ Sơn Hà công đức viên mãn và gia đình tất cả cuộc sống được bình an và phúc lạc. Sư phụ xin cảm ơn và cảm ơn. Sư phụ xin lỗi, tại cái bài này nó làm cho sư phụ bao nhiêu lần sư phụ nghe nhưng ta vẫn xúc động những bài này. Bài này vô cùng hay. Cảm ơn quý vị. Okay. Nói giống bơ vơ giữa trời đời, họ về đâu khi mai ai